Làm hồ sơ ứng tuyển, trả lời phỏng vấn, đàm phán thu nhập được xem là những kỹ năng cần thiết của sinh viên khi mà ra trường để có thể tìm được một vị trí việc làm phù hợp. Tuy nhiên, theo báo cáo về cạnh tranh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, xếp hạng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp ở nước ta chỉ đứng thứ 116 trên 141 quốc gia, thấp hơn so với một số nước trong khu vực. Nâng cao kỹ năng mềm bên cạnh việc đào tạo kiến thức chuyên môn đang là vấn đề được đặt ra để sinh viên sau khi ra trường có thể có được sự chuẩn bị chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp, không để tuột mất cơ hội nghề nghiệp. Bạn phải ghi rõ là vị trí ứng tuyển là gì ở đây, bởi vì người ta nhặt CV của mình, người ta phải biết là mình muốn ứng tuyển ở vị trí gì. Bình thường thì em nghĩ là khi mà mình đã trải qua, mình đã có những cái gì rồi thì mình cứ điểm vào CV thôi. Trình bày thiếu khoa học, không rõ vị trí ứng tuyển, chưa nêu bật được ưu điểm trong năng lực cá nhân. Đây là những lỗi thường mắc trong hồ sơ ứng tuyển của sinh viên cả trong và ngoài trường khi gửi đến trung tâm việc làm và khởi nghiệp sinh viên trường Đại học Đại Nam. Các cái CV chất lượng tốt nó cũng chiếm khoảng 20%, còn lại là những CV mà chưa biết cách viết như thế nào cho nó đúng với cái mong muốn của nhà tuyển dụng thôi thì nó sẽ chiếm khoảng là từ 60 đến 70%. Chị hướng dẫn em là viết kỹ năng thì sẽ viết như nào, mục tiêu nghề nghiệp thì em phải viết như nào thì để cho khi mà mình apply thì người tuyển dụng người ta đọc, người ta ấn tượng. Theo thống kê của trung tâm, nhu cầu việc làm của sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường là rất lớn. Từ tháng 3 tới nay, trung tâm này đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ ứng tuyển tìm việc. 1/2 trong số đó được kết nối việc làm thành công. Tuy nhiên, lựa chọn việc làm với mục tiêu thêm kinh tế hay kỹ năng kinh nghiệm vẫn là loay hoay của nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất, năm hai. Thích điểm thêm vì vừa thứ nhất đầu tiên là kiếm được tiền, thứ hai là cũng trao dồi thêm khả năng giao tiếp, khả năng ứng xử. Đại học Đại Nam ra đời cái trung tâm này không phải chỉ hỗ trợ năm cuối để có việc làm, mà hỗ trợ từ năm nhất. Bởi vì là doanh nghiệp thì thường là đòi các em là phải có kinh nghiệm. Thế kinh nghiệm thì làm sao mà đã có ngay được? Thế cho nên là cái việc mà tìm kiếm công việc cho các em ngay từ khi năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4, đấy là kinh nghiệm. Định hướng kết nối việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành cho sinh viên ngay từ năm nhất, các nhà trường cũng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, thêm cơ hội việc tìm người cho sinh viên.